sợ lắm để sợ. Nó chiên trần nó ghê. Tao tao gì sợ. Sẵn với vàng lại chứ sợ. Sẵn lại mệt mình đây chứ. Sẵn lại nặng téo thì tất cả luôn. Tại vì làm chuyện liên quan tới sẵn. Đồng tiền mất giá à. Đợi vàng hạ đi mua vàng. Nói chuyện tôi lành biết cái gì. Chưa thấy hạ nào. Có chứ, có hạ xong hạ thì ít những lên, đa số là lên. Nói chung mình nếu mà có tiền để vàng, để một số vàng, để y đấy. Mua bán gì cả rồi vài năm hắn cũng lên. Cái quay hậu trường nó đủ chưa chị? Hay là quay nữa chị? Được rồi. Khi mua cần thì nó đi. Chú ý giờ chờ là quay mấy cái video như rứa lùng á. Video mà chứng minh á. Mỗi cây là cần một cái.
Thuận nói được đó, anh Thuận. Ý là mình nói dạng dạng như thế thôi gì đâu. Nó ý là coi đứa xí nữa xong rồi sẽ ấy ra cho em. Sẽ ghi ra nội dung em đọc thuộc rồi em nói thôi. Chứ cũng chẳng có gì. Kệ em. Hả? Bị khẩu trang cũng được. Hỏi hắn bị khẩu trang được. Chắc bị được đó, tại vì giờ trời dịch mà bình thường. Hả? Cỡ tầm chuẩn ngực lên thôi. Sao đâu? Alo. Thôi vậy có tiền không chị? Có em. Dạ, vậy để em ghé nha chị. Ok. Dạ, cảm ơn. Vâng, rất khô đi. Không bị nước mà chùi nó lại ok, nó không bị dính. Thuận lên truyền hình đồ rầu mà Thuận. Quay thử gì em ở đây em tập giờ cũng được, có người quay cho em. Gì đó áp lực thì mình cứ nói đơn giản thôi mà, có tầm mấy phút chứ mấy, 3 phút đến 5 phút mình nói xong mình giới thiệu về spa của mình thôi. Chị áp lực, bà đã quen đứa rồi còn áp lực nữa. Chị nghĩ em bịt khẩu trang là em nói được hơn. Em cứ nói bình thường, xin chào mọi người, mình là Thuận đồ này kia đó đó. Như đây là ý là quay máy video lặng nên là em nói chị cũng chưa rõ nữa, để chị coi thôi. Chuẩn bị Thuận vô xe buýt. Tí em đâu cần đâu em, tí em nói rồi thôi, nhưng mà phiên dịch lại á. Kiểu như có phiên dịch rồi, em phiên dịch lại là kiểu như là lòng tiếng lại thôi, như lòng tiếng Anh vô đó.